Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị ạ nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top màu trắng ngọc trinh quý vị ạ nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh đúng 6 vạn km và cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City Top 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chạy ở thành phố bạn ạ. Chiếc xe này thì rất là đẹp luôn. Và chủ xe cũng đã độ thêm, lắp thêm, dán thêm một số đồ nữa các bạn nhé. Nhìn về bên ngoài thì bạn thấy được luôn đấy ạ, những cái đồ mà chủ xe đã lắp thêm. Và cái phần nước sơn của xe các bạn thấy đấy ạ, một chiếc xe rất là đẹp. Bên ngoài thì cũng có đôi phần trước sát sơn lại các bạn nhé, nhưng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu các bạn ạ. Đây là phần sườn bên phụ này. Phần sườn bên phụ cũng còn rất là căng, nền rất căng đẹp, chưa có bị đâm va gì cả các bạn nhé. Hôm nay thì thời tiết nó rất là nắng, cho nên là để ở dưới ánh nắng này, nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì cả thì nó sẽ bị lộ ngay thôi. Đấy, về cái phần sườn bên lái các bạn xem đây ạ, đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Và cái phần ba đợt sốc trước các bạn thấy đây ạ, toàn bộ về cái phần trước thì toàn bộ từ những cái cụm đèn pha cũng đều rất là mới luôn này. Có cả đèn LED ban ngày rồi này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha thì đều rất là mới như này đây. Bên dưới là cụm đèn gầm cũng còn rất là mới này. Cụm đèn gầm này, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đấy, tay nắm chrome rất là đẹp rồi. Dàn lốp thì cũng còn rất là dày luôn bạn nhé. Dàn lốp rất dày, rất là mới luôn rồi này. Và ở cái phần ba đợt sốc sau thì bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng đã lắp thêm cái đuôi gió này, dán màu đen. Đây là dán rồi bạn nhé. Quý bạn nào mà không thích thì về có thể bóc cái đuôi gió này ra. Bên dưới là ốp bô thể thao, cái ốp này là cũng là ốp trang trí giả thôi, ốp đây thôi. Nếu như không thích thì bây giờ chúng ta có thể bóc một phát là ra luôn cái ốp bô thể thao này các bạn nhé. Đấy, và đằng sau bạn thấy đây ạ, cụm đèn hậu đều rất là đẹp mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát thì cả các bạn nhé. Đây là về cái phần cụm đèn hậu này. Đấy, cụm đèn hậu này. Màn hình thì chủ xe cũng đã độ lên màn hình Android xịn rồi, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chạy ở thành phố cho nên là quý bạn xem đây ạ, phần gầm cũng còn rất là mới này. Đấy, phần gầm đều rất là mới và đẹp luôn bạn nhé, chưa có bị xước sát gì đâu bạn ạ, chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, gầm đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe thì bạn thấy đây ạ, đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Keo chỉ cánh cửa phía trước bên phụ đây ạ, còn nguyên zin luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ nguyên zin. Tabi rất là đẹp rồi. Chiếc xe này thì đời cao hơn chiếc xe hôm trước tôi giới thiệu. Chiếc xe hôm trước là 17, chiếc xe này là 18, cho nên là đẹp hơn này. Toàn bộ từ tabi cánh cửa này. Đấy, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ tắp bi đến tắp lô đều rất đẹp. Đồng hồ công tơ mét là hơn 6 vạn km đây các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét hơn 6 vạn này. Nguyên bản là đã có gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, cảm biến lùi nguyên bản của xe này. Và chủ xe cũng đã trải sàn da này, lót thảm 5D này, đều rất đẹp. Nội thất ghế da nguyên bản của xe đây các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp rồi. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin. Đấy, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa, nội thất bên trong bạn xem đây ạ,
toàn bộ nội thất da, hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ bậc cửa cũng đã được ốp chống xước rồi này, trải sàn 5D này, lót sàn da bên dưới này, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Những chiếc xe Honda City thì đều có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đấy, đồng hồ công tơ mét thì 6.800.000 các bạn nhé. Vô lăng ở phiên bản top thì lại có vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ, cruise control đủ rồi nhé. Khóa thông minh, đè nổ start top này, màn hình thì nguyên bản của chiếc xe City Top đã có màn hình rồi, nhưng mà chủ xe lắp thêm màn hình to luôn đấy, màn hình 18 inch, màn hình Android, camera lùi. Đấy, điều hòa tự động phiên bản City Top đều có điều hòa tự động rồi. Toàn bộ từ táp lô cho đến táp đi đều rất là đẹp luôn các bạn nhé, rất là mới luôn bạn nhé. Một chiếc xe 2018 rất là đẹp luôn bạn ạ. Hiện nay tại cửa hàng chúng tôi thì đang có City từ 17, 18, 19 cho đến 22 luôn bạn nhé, rất là nhiều Honda City. Quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu thì qua cửa hàng chúng tôi thì các bạn sẽ được xem rất là nhiều những chiếc xe Honda City. Và sau đây tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn xem về cái phần keo chỉ cốp sau. Đấy, cốp sau thì hôm vừa nó quay lại có bướm vào đây các bạn này, bướm bay vào trong đây luôn này các bạn nhé. Đấy, ốc cốp sau nguyên zin này, keo chỉ cốp sau nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, ốc là đều nguyên zin luôn này, keo chỉ cốp sau là đều nguyên zin luôn. Đấy, rất đẹp luôn này. Nội thất toàn bộ từ những cái phần nỉ của cái cốp sau này này, đấy, đều rất là mới luôn các bạn xem này. Đấy, những cái phần nỉ đều rất là mới nhé. Lớp sơ cua cũng còn rất là mới này, rất dày luôn, lớp sơ cua nguyên zin này, tuy đã hạ dùng rồi nhưng còn rất là dày, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Honda City Top 2018 rất là mới đấy ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ thì từ keo chỉ cánh cửa này, đấy, keo chỉ cánh cửa đến táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn này. Đấy, toàn bộ nội thất bên trong, nội thất ở đằng sau này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Của chiếc xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước này, bấm tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa đây. Đấy, toàn bộ về keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này. Đấy, táp bi cánh cửa nguyên zin luôn này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đây, tay phanh này chủ xe còn bọc cái da để chống xước cơ, cho nên là rất là đẹp luôn bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái bộ phận mà hay dùng nhiều nhất từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp luôn rồi. Màn hình thì to rồi. Đấy, nội thất ghế da đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Toàn bộ những cái phần ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Một chiếc xe rất là đẹp và đều đấy các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2018 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC với dung tích 1.5 lít quý vị các bạn nhé, kết hợp với hộp số CVT tức là hộp số tự động các bạn nhé. Và tất cả ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Nhưng điều mà tôi muốn nói đến quý vị và các bạn ở chiếc xe này đó là nó còn nguyên bản này, nguyên bản từ ốc chân máy các bạn nhé cho đến ốc mặt máy hay còn gọi là ốc răng dàn cò đây. Tất cả ở cái khoang động cơ này là còn nguyên zin hết luôn bạn nhé, cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản ở trong cái khoang động cơ này các bạn nhé. Đấy, từ những ốc cabo đấy, cho đến keo chỉ này, keo chỉ cabo này là đều nguyên zin hết luôn bạn ạ, chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Ở cái phần động cơ này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn. Với những chiếc xe đến từ Nhật Bản nói chung và chiếc xe Honda City nói riêng này, động cơ có thể được ví như là nồi đồng cối đá, rất là bền bỉ luôn các bạn nhé. Thứ nhất là tiết kiệm xăng, thứ hai nữa là bền bỉ các bạn nhé. Tiết kiệm xăng thì bạn xem đây ạ. Với chiếc xe Honda City phiên bản top này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu cái này là nó hơi mờ này, vì dán kính chiếc xe này dán kính đen cho nên mức tiêu thụ nhiên liệu hơi mờ, chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 7,59 lít, còn nếu ngoài đô thị có 4,86 lít thôi các bạn ạ. 4,86 lít nhé, tức là chưa đến 5 lít xăng cho 100 km. Đấy, ở cái động cơ của Nhật Bản thì bao giờ nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City Top 2018 lăn bánh hơn 6 vạn km bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn,
không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.